Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe rất là hot luôn. Đặc biệt một cái dòng mà bán chạy liên tục, cháy hàng, nó về cũng chỉ nhỏ giọt thôi. Thì đó là dòng Sightseer này, rồi Edge ha, Edge thì xả ra rất là nhiều này, Winner này. Đặc biệt là dòng SH ha, SH mà anh chị mấy bữa nay thì hỏi nhiều lắm. Thì hôm nay mình sẽ lên chung luôn trong clip này. Kèm theo đó là Raider, Sightseer và Sonic. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì con Thảo sẽ hỗ trợ giới thiệu. Chào mọi người nha. Cái dòng mà bữa giờ mình tạm thời bữa giờ không có quay mà hết hàng luôn, bây giờ hàng mới về lại luôn và cái giá rất là tốt luôn nha mọi người. Như em Sightseer và Edge luôn mọi người nha. Thì đặc biệt là lần này thì những cái dòng xe này anh em trả trước cực thấp cho mọi người luôn. Mọi người anh em từ 18 đến tuổi trở lên là có thể sở hữu em đó rồi mọi người nha. Thì hỗ trợ trả góp luôn mọi người, chỉ cần căn cước công dân thôi nha. Con này là con Sightseer nè mọi người, Sightseer Việt mọi người, em về được tầm khoảng hơn chục con đó mọi người. Thì hôm bữa thì lên clip thì anh em ủng hộ khá là nhiều nha mọi người. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên clip Sightseer mọi người nha, Sightseer và Ascender luôn. Thì đối với phiên bản này là phiên bản của Việt Nam mọi người nha, đời mới nhất 2023 luôn mọi người. Con này là màu xanh mâm bạc mọi người, màu xanh và bạc mọi người nha, đó gọi là xanh bạc. Con này thì anh em thoải mái luôn, mua con này thoải mái lên màu luôn, màu xanh nào cũng được hết á, xanh lá cây, xanh ngọc thì cũng được hết nha mọi người. Thì đối với phiên bản này thì đang được hỗ trợ giá nên giảm giá cho mọi người còn 40 triệu thôi mọi người nha, 40 triệu một chiếc thôi. Dòng này thì anh em mua góp thì đưa trước cho em tầm khoảng 5 triệu mọi người nha, 5 triệu là sở hữu nghe em nói mọi người nha, chỉ cần căn cước công dân thôi đó. Thì anh em nào mà thích Sightseer thì cứ liên hệ với em đi, lên em sẽ hỗ trợ cho mọi người 1 triệu tiền xăng nha mọi người, là còn 39 triệu thôi đó. Thì quá rẻ rồi mọi người. Tiếp theo là Edge mọi người. Em 155 mọi người, em sơn lên màu ánh tím mọi người. Màu này cũng đẹp nè. Con này là em sơn lên màu ánh tím, cái màu của điện thoại 14 Pro Max đó mọi người. Thì cái video mọi người thấy đi cũng khá là nhiều nha, nhưng mà Edge thì màu này rất là ít người đi mọi người nha. Nên là em sơn cái màu này lên nè. Màu này anh em là hợp màu tím trắng á, màu này thì cả nam và nữ đều đi rất là đẹp mọi người nha. Và anh em mà có vợ có con nó đi màu này cũng khá là đẹp luôn á. Màu này ra ngoài thâu đẹp lắm. Càng ra ngoài thì cái ánh tím nó càng phản lên nên là cái tím này nó rất là đẹp luôn mọi người nha. Thì con này thì đang bán với giá là 44 triệu mọi người nha. Đó. Dòng này thì anh em mua góp anh em chỉ cần trả trước cho em tầm 5 triệu thôi. Đó, mang theo căn cứ công dân lên em sẽ hỗ trợ nhiều lắm luôn nha. Rồi, sẵn mình báo Edge luôn đi. Sao Edge 150 mọi người nha. Màu đỏ này mọi người. Và đặc biệt là em có màu đen nhám rồi mọi người nha. Đen nhám thì trước giờ anh em ủng hộ khá là nhiều luôn. Và màu trắng đỏ mọi người. Hai màu này thì đang để giá với là 41 triệu thôi mọi người nha. Đó. Lần này anh em mua góp thì anh em trả trước cho em 5 triệu nha, là hỗ trợ nhận xe mọi người nha. Rồi, nói chung là mình sẽ đồng giá cho mọi người luôn. Màu này màu bạc màu trắng mọi người, trắng ngọc trai rồi nha. Đó, và đồng giá cho mọi người luôn nha. Đó. Rồi, tiếp theo là nó có cái phiên bản mà đời 2023 mà cái kỷ niệm 60 năm rồi mọi người. Con này là kỷ niệm 60 năm của Edge 155 luôn mọi người nha. Đó là 44 triệu mọi người nha, quá thông minh luôn nha. Đó, liên hệ trước với em sẽ được giảm 1 triệu luôn. Đó là còn là 43 là mọi người, quá rẻ luôn nha. Đó, sở hữu em nó chỉ cần 5 triệu và căn cước công dân nha mọi người nha. Con này cũng vậy, đồng giá cho mọi người luôn nha. Khóa thông minh em đang đồng giá với giá là 44 triệu mọi người nha. Đó, liên hệ trước giảm 1 triệu còn 43 triệu hết mọi người. Rồi anh em mà mua cái màu sơn 3D mọi người, như màu đỏ này, màu này là màu đỏ đen mọi người. Đó, màu này sơn lên cũng khá là đẹp nha mọi người. Và tiếp tục là màu xanh đen. Và em có một màu nữa là màu xám đen mọi người nha. Đồng giá cho mọi người 44 triệu mọi người nha. Đó, 44 triệu một chiếc thôi. Quá rẻ luôn mọi người nha. Đó. Rồi, tiếp tục là màu vàng mọi người nè. Và em có hai loại, một loại chìa khóa với một loại khóa mắc cây luôn. Thì 44 triệu mọi người nha. Mà khóa thường là sẽ là 41 triệu thôi mọi người. Đó. Thì anh em mà mua góp trả trước 5 triệu và nhận xe nha. Đối với dòng này thì em giảm cho mọi người luôn còn 43 triệu thôi. Đó, nếu anh em lấy cái màu này nè. Đó. Rồi qua Winner này nè. Winner ABS màu đen nhám này. Con này thì đang để với giá là 35 triệu nha. Con này 35, con màu bạc 35 và con màu HRC luôn mọi người. Có con đỏ nhám rồi nha. Thì ba con phiên bản mà mới nhất á, thì đang để với giá là có 35 triệu thôi mọi người. Đó. Còn anh em mà mua vào phiên bản mà CBS mọi người, CBS thì màu rin thì em không có chân ở đây thì nó là hiện tại đang nhám với giá là 32 triệu thôi. Nếu anh em lấy màu sơn như màu xám xi măng này đó. Hai con này xám xi măng thì đang để với giá là 33 triệu thôi mọi người. Đó. Mua góp anh em đưa trước từ 3 đến 5 triệu thôi. Em hỗ trợ lên hồ sơ mua góp luôn mọi người nha. Mô tô này, còn bán mô tô xả luôn. Em mô tô xả coi mọi người luôn. R15V3 này đang bán với giá là 62 triệu thôi mọi người. Đó, 62 triệu một em thôi nha. Đó, đồng giá cho anh em CVR màu đỏ màu đen luôn, giảm cho anh em luôn còn 62 triệu nha, bao gồm VAT, thuế VAT hết cho anh em luôn. Anh em lên trả trước cho mình tầm khoảng 15 triệu thôi là anh em sở hữu em nó luôn mọi người nha, quá rẻ luôn nha. Mình chỉ quay rồi. Qua SH cho anh em á. Đây SH mọi người.
SH thì dạo này cũng được nhiều cô chú anh chị hỏi lắm. SH 125 màu sơn này mọi người, đặc biệt nha mọi người. Con này là mình sơn 3D từ phiên bản CBS lên mọi người nha. Anh em hỏi khá là nhiều nha. Nó có hai loại luôn, một loại là phiên bản ABS luôn. Thì phiên bản CBS màu sơn 3D lên em đang với giá là 75 triệu mọi người nha. Còn anh em mà mua phiên bản thường như là màu đỏ, màu đen á, thì đời 2023 em đang bán với giá là 74 triệu đó mọi người nha. Là bao gồm thuế VAT nha mọi người. Anh em liên hệ trước với em giảm 1 triệu tiền xăng nha. Đó là còn 73 thôi. Nếu mà anh em mua SH 125 anh em chỉ cần trả trước cho em tầm khoảng 15 triệu là anh em nhận xe về đi mọi người. Đó. Rồi tiếp theo á là mình có SH 160 mọi người. SH 160 đây. 160 về hai em mọi người. Ba em như màu đỏ, màu đen và màu đen nhám đều có hết mọi người nha. Thì đang đồng giá cho anh em phiên bản CBS mọi người. Thì em đang bán với giá là 89 triệu mọi người nha. Đó. Trả trước 30 triệu nhận xe. Còn nếu anh em mà mua phiên bản ABS thì em đang bán với giá là 97 triệu mọi người nha. 97 triệu là bao gồm thuế xuất hóa đơn cho mọi người luôn. Đó. Anh em mà mua gốc cũng trả trước 30 triệu là nhận xe. Ngoài ra thì SH 160 á đang có màu xám xi măng như màu này, y chang màu này luôn. Thì đang để với giá là 101 triệu mọi người nha. Con nó là đắt nhất trong dòng SH hiện tại luôn mọi người, 160 á. Trả gốc trả trước nhiêu không? Trả trước 30 triệu nhận xe. Anh em có 40 triệu là anh em sẽ được nhận cà vẹt gốc luôn mọi người nha. Đó, tất cả dòng SH luôn là anh em đều được nhận cà vẹt gốc khi mua xe luôn mọi người nha. Rồi. Qua SH Mo mọi người nè. SH Mo thì có màu đen nhám và màu lông chuột mọi người. Đó. Hai màu này thì phiên bản ABS luôn mọi người nha. Là giá của nó sẽ là 60 màu đen thì để là 64, còn anh em lấy màu bạc mà 65 triệu mọi người nha. Đó, có màu xám xi măng nữa. Đó. Xám xi măng sẽ là 66 triệu mọi người nha. Đó. Dòng này anh em trả trước cho em 15 triệu anh em nhận xe nha. Đó. Rồi, phiên bản rẻ của đời 2023 của SH Mo màu trắng mọi người nè. Em còn màu trắng và màu đen, màu đỏ mọi người nha. Trắng với đỏ và phiên bản CBS đang bán với giá là 55 triệu một chiếc mọi người nha. Thì anh em mua góp thì trả trước cho em tầm khoảng 12 triệu thôi là hỗ trợ nhận xe mọi người nha. Rồi, Sachia có Sachia mọi người nè. Đây, Sachia sơn 3D, con này nhập khẩu mọi người. Con hồi nãy là mình có hai loại nha mọi người. Mình có thể sơn từ cái Việt lên nó rẻ cũng được. Tại vì anh em á mua cái nhập á, thì nó cao hơn đến 7-8 triệu luôn. Cái này là 48 triệu một chiếc mọi người nha. Đó. Hai cái này 48 triệu nè. Anh em mua mà mua cái loại của Việt đi là 40 triệu thôi, anh em sơn lên cái màu sơn cái trang này có 41 triệu mọi người. Nó rẻ hơn và nó tiện hơn rất là nhiều luôn. Chỉ cần 5 triệu thôi anh em có thể nhận xe rồi nha. Đó. Rồi bên Sonic này. Đó, con này là 48 triệu mọi người nha. Đó. Đồng giá cho mọi người luôn, trả trước cho em 10 triệu thôi anh em nhận xe luôn nha. Còn có một con GTR màu cam mọi người nè. GTR màu cam thì em cũng đang bán với giá là 53 triệu mọi người nha. Đó, trả trước cho em tầm 8 triệu thôi là anh em có thể nhận xe rồi mọi người nha. Đó là nói chung là xe cũng còn khá là nhiều luôn mọi người nha. Như riêng cái dòng hẹt với lại SH này, đó hoặc là Winner, anh em mà có nhu cầu mua xe đi liên hệ trước với em hoặc gọi điện trực tiếp cho em nha. Số điện thoại của em là số phía trên á, có Zalo luôn. Anh em cứ gọi trực tiếp cho em sẽ giảm từ 1 đến 2 triệu so với giá bán luôn mọi người nha. Đó, và đặc biệt là hỗ trợ cho anh em tiền xăng đến mua xe luôn là 1 triệu đồng mọi người nha. Cứ liên hệ trước với em sẽ hỗ trợ tiền xăng cho mọi người luôn. Mọi người ở xa cứ yên tâm đi, cứ lên cửa hàng em mua xe đi. Còn giấy tờ biển số anh em sẽ làm xong anh sẽ ship tới nhà cho mọi người luôn. Mọi người cứ yên tâm. Một số anh em ở miền Tây lên mua xe đúng không? Thì mua xe em xong, lên làm giấy tờ xong có dịch vụ vận chuyển xe dưới nhà luôn mọi người nha. Đó, mọi người cứ liên hệ với em đi, em sẽ tính cho mọi người là cái giá ok nhất và rẻ nhất cho mọi người luôn nha. Rồi, ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha.